Đây là Hồng Anh, một cô gái xinh đẹp. Cô đang rất hạnh phúc với người yêu của mình. Họ hiểu nhau đến nỗi cô ấy luôn biết trước những điều anh ấy định nói. Món này ngon đúng không? Em cũng thấy thế. Yêu thế. Chán. Có những lúc hơi lạnh, nhưng... Không. Anh không đi thì thôi, tôi đi một mình. Không. Anh đuổi ý thôi. Họ vẫn rất hạnh phúc. Em đừng. Tôi không có giận anh. Mắt của anh thích ai thì anh nhìn người đó. Anh lại định nịnh tôi mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể, nhưng trong trái tim huynh chỉ có mình nàng chứ gì. Mình nàng mà như thế à? Anh hùng Sadio Gamota, mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể, trong tim anh chỉ có mình nàng. Tải game ngay tại Google Play và Apple Store.